nha, yêu mô tô phân khối lớn nha. Đây mình giới thiệu với anh em một con mô tô mới của mình, mới đấy anh em cùng ngắm nha, cùng quay đấy. Đây, gần vừa thôi. Quay vùng quay. Đấy, các bạn ngắm xem con xe này không, các bạn phát biểu xem sao, đố các bạn nó là xe gì đấy. Đấy, xe rất đẹp long lanh luôn. Các bạn chơi xe xem đoán con này đó là xe gì. Quay nhìn thấy lên xuống, quay từ đầu nữa. Đấy, xe rất ráo đầu sáng choang. Toàn bộ zin hết, chưa hôm nay căng một cái gì cả. Đông sáng, đèn sáng, hồ sáng, máy thu rau. Quay sang này, quay cái mặt bên này, quay sang này cái bô, cái sườn xe này. Đấy, cái sườn xe với cái dáng xe này các bạn nhìn thấy sao? Đấy. Tất cả nó ngon hết. Sao lại test xe test bu cho anh em nghe nhé. Zin hết, rất long lanh. Đấy, con xe này anh em nào yêu thích thì liên hệ với Hải, số điện thoại 0388 638 995. Xe rất long lanh luôn. Alo Hải, giá cả này là thương lượng nhá. Xe rất chất luôn. Đấy. Để khen ngay. Rất đẳng cấp, xe gọi long lanh luôn. Thắng đĩa của liền này thôi rồi luôn. Rất đẹp. Hai quả bô độ rất đẹp luôn. Đấy. Không chê vào đâu được, riêng con xe này.
Đấy, anh em nào xem thích thì alo cho mình. Rất đẹp luôn. Anh em xem thấy hay thì đăng ký và cho một like.